Xin chào tất cả mọi người. Trong clip ngày hôm nay, tôi xin hướng dẫn mọi người cách điểm danh học sinh online. Cách điểm danh này có thể giúp chúng ta là tránh lãng phí thời gian đầu giờ, và qua việc điểm danh chúng ta cũng biết được ý thức của học sinh chúng ta như thế nào trong các buổi học. Và sau đây thì tôi xin bắt đầu đi vào phần nội dung như sau. Trước hết là chúng ta mở Google, chúng ta vào chỗ 9 dấu chấm này. Chúng ta lựa chọn Drive. Và giao diện Drive của tôi đây đó là bằng tiếng Việt. Nếu như của mọi người mà chưa có tiếng Việt thì chúng ta sẽ vào biểu tượng của phần cài đặt, đó là Setting. Chúng ta sẽ lựa chọn dòng chữ đầu tiên là Setting. Khi bấm vào đây thì chúng ta sẽ tìm vào cái dòng chữ màu xanh thứ hai. Đây chính là nội dung thay đổi ngôn ngữ, cài đặt ngôn ngữ. Chúng ta bấm vào nó và chúng ta lựa chọn sang tiếng Việt. Thế là xong. Sau đó chúng ta quay lên bấm vào chữ Done ở trên đó, có nghĩa là xong. Sau khi mà chuyển đổi sang tiếng Việt thì rất là dễ dàng. Chúng ta bắt đầu làm như sau. Vào chữ Mới, lựa chọn ứng dụng khác. Sau đó chuyển là lựa chọn Google biểu mẫu. Ví dụ như bây giờ tôi đang dạy khối 8 thì tôi dùng cái mẫu tiêu đề này, đó là khối 8. Trong biểu mẫu này thì tôi sẽ đặt ở đây đó là ngày. Và đây là học sinh phải yêu cầu viết cho nên là nó lựa chọn là dạng trả lời ngắn. Và đây là câu hỏi bắt buộc, tôi sẽ để là bắt buộc. Để lập được tiếp các câu hỏi tiếp theo, tôi sẽ vào dấu cộng này. Ví dụ như là dạy từ 2 lớp trở lên thì chúng ta sẽ để nội dung thứ hai đó là lớp và cũng ở dạng câu trả lời ngắn. Và đây cũng là nội dung bắt buộc. Tiếp theo câu hỏi tiếp theo là tôi sẽ lựa chọn là tôi hay làm đó là bạn có hiểu bài không? Bạn có hiểu bài không? Và đây thì học sinh sẽ lựa chọn một trong 2 đáp án là có và không. Như vậy là ở đây tôi sẽ lựa chọn 3 câu hỏi và 3 câu hỏi của tôi đều là bắt buộc trả lời. Nếu như mọi người muốn thêm các câu hỏi nữa thì chúng ta tiếp tục vào các dấu hỏi và câu nào không cần là bắt buộc, tức là học sinh có thể trả lời hoặc không thì chúng ta không cần nhấn vào chữ bắt buộc này. Và sau khi lập biểu mẫu xong thì làm thế nào học sinh có thể làm được phần này? Thì chúng ta sẽ dùng vào cái lệnh gửi ở đây. Chúng ta bấm vào nó. Và chúng ta sẽ đến cái biểu tượng đó là đường dẫn. Chúng ta lựa chọn vào nó. Và lúc này thì đường dẫn của nó rất là dài. Vì thế chúng ta sẽ bấm vào rút gọn URL, tức là đường dẫn ta đang ngắn lại. Và lúc này thì chúng ta chỉ có trách nhiệm đó là sao chép nó lại và gửi đến nội dung mà chúng ta đang học. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang học phần mềm Microsoft Teams chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta sẽ nhập tin nhắn vào, dán vào đây và gửi cho học sinh. Nếu như mà các bạn học sinh ở trong học ở Microsoft Teams thì chỉ việc bấm vào đây để có đường link. Nhưng nếu mà học Zoom ấy, thì chúng ta không bấm vào đây được mà chúng ta sẽ phải dùng lệnh copy cái đường link này. Và chúng ta sẽ mở Google ra. Chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh mở Google và dán cái đường link này vào đây. Ấn Enter. Và lúc này rồi thì học sinh nó sẽ ra được cái nội dung đó là khối 8 ngày 16 tháng 4 năm 2020. Và nội dung của các em sẽ phải điền vào đây. Ví dụ như là chúng ta điền nội dung như sau. Tôi điền tên của tôi là Trần Thị Thu Nga. Lớp của tôi là lớp 8A. Bạn có hiểu bài không? Tôi chọn có. Và sau đó tôi sẽ bấm vào nút gửi. Hoặc nếu như mà ở trong tiếng Anh thì nó sẽ là submit ở đây. Như vậy là học sinh đã xong. Vậy thì để làm thế nào để kiểm tra xem là các em nào đã điểm danh hay chưa? Thì chúng ta lại bây giờ tôi mở một trang Google mới. Chúng ta lại vào bình thường. Vào Drive. Chúng ta tìm đến cái biểu mẫu mà chúng ta đã lập. Ví dụ đây lúc nãy chúng ta vừa lập biểu mẫu đó là khối 8. Chúng ta kích đúp vào đó. Thì lúc này thì chúng ta thấy là đây là biểu mẫu chúng ta vừa làm xong. Thì câu trả lời lúc này là có một học sinh trả lời. Và chúng ta bấm vào đó để kiểm tra xem em nào đã điểm danh rồi. Bấm vào. Và đây chính là Trần Thị Tú Nga đã điểm danh. Và lúc này anh ta nhìn xuống bên dưới, ví dụ bên dưới như thế này, thì cái phần lúc nãy mà có câu hỏi là bạn có hiểu bài hay không, tôi bấm vào có, như vậy nó cho chúng ta biết là 100% học sinh hiểu bài. Nếu như có một hai bạn học sinh không bấm là không thì lúc này nó sẽ có lên cái tỷ lệ là có người hiểu hay không. Như vậy là ngoài phần điểm danh chúng ta còn biết là học sinh có hiểu bài hay không, hoặc chúng ta có thể đặt thêm một số các câu hỏi khác, ví dụ như là phần nào khó nhất hay như thế nào đó là tùy các câu hỏi, tùy thuộc vào các đặc trưng của các môn.
Cái cách số 2 này thì đòi hỏi học sinh là phải có điện thoại di động và sử dụng Zalo. Chúng ta chỉ việc copy cái đường link mà lúc nãy chúng ta đã tạo trong biểu mẫu của cái khối 8 đấy chẳng hạn. Chúng ta sao chép, lệnh sao chép và chúng ta mở thêm một cửa sổ nữa và đánh chữ QR code. Tiếng Anh nó là QR code. Đấy. Chúng ta đánh xong thì chúng ta sẽ vào QR code generator. Mở ra và chúng ta sẽ bấm vào chữ URL tức là đường link. Lúc này chúng ta sẽ dán cái đường link đó vào như thế này. Thì ở bên phải chúng ta sẽ là cái mã code mà người ta đã gửi đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ dùng lệnh ở đây đó là dùng lệnh copy. À, xin lỗi là dùng lệnh đầu tiên đó là save image as tức là chúng ta sẽ lưu cái này thành file ảnh. Chúng ta sẽ lưu ví dụ tôi lưu vào desktop chẳng hạn, tôi ghi ở đây là lớp 8 cho dễ nhớ. Và save. Và bây giờ tôi sẽ làm nhiệm vụ như sau, tôi sẽ copy lại cái đường link này. Tôi đưa vào một cái file Word. File Word. Và lúc này thì đây là cái mã code mà có thể tôi gửi trong cái phần chat cho học sinh ấy, hoặc là tôi có thể là gửi ở trong phần chat của Microsoft Teams. Và bây giờ tôi sẽ làm thế nào được thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp nhé. Học sinh sẽ mở Zalo lên và sau đó bấm vào dấu cộng. Sau đó chúng ta nhìn vào và bấm vào dòng số 3 là quét mã QR. Lúc này thì học sinh sẽ giơ điện thoại lên và hướng vào màn hình, chính là cái mã QR mà giáo viên vẫn đang để ở màn hình và các em chỉ việc giơ lên thì sau khi thực hiện xong ba cái yêu cầu này thì chúng ta sẽ có cái thông báo đó là có hoặc là không. Lúc này thì các em học sinh sẽ bấm vào có. Sau khi bấm vào có thì nó sẽ ra giao diện, chính là cái bảng biểu điểm danh mà chúng ta đã lập, giáo viên chúng ta đã lập. Và lúc này học sinh chỉ việc điền họ tên lớp và sau đó điền gửi, bấm vào gửi hoặc là tiếng Anh nó là submit. Đây chính là nội dung mà tôi muốn truyền tải tới mọi người ngày hôm nay, đó chính là cái cách điểm danh. Và đến đây thì là học sinh đã thực hiện xong. Và nhiệm vụ của giáo viên đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem là học sinh của chúng ta như thế nào. Thì lúc nãy chúng ta đã tìm ra đó là khối 8 rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây, nếu như mà chúng ta nhìn bấm vào cái phần điểm danh của học sinh khối 8 này, chúng ta thấy là có rất nhiều học sinh đúng không ạ? Thế lúc này thì chúng ta có rất nhiều học sinh thì chúng ta sẽ bấm theo thời gian, ví dụ bây giờ đây đang là như thế này, chúng ta có thể thay đổi được, ví dụ sắp xếp thời gian từ lớn đến bé, ví dụ đây tôi sắp xếp thời gian từ ngày 15, ngày 16 đấy. Và đây nó cho chúng ta biết là thời gian học sinh vào học mấy giờ, ví dụ như ngày 15 tháng 4 là em Vân Nguyễn là sẽ vào học vào lúc 10 giờ 34 phút. Và như vậy thì chúng ta có thể copy cái bảng này ra, copy cái bảng này ra và chúng ta gửi cho phụ huynh học sinh. Nếu như phụ huynh học sinh yêu cầu là cho chúng ta biết là con tôi học cái quá trình này như thế nào thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ vào theo alphabet thì nó sẽ theo ngày riêng của các em. Và lúc này thì phụ huynh sẽ biết rất là nhiều về ý thức học của con tham gia học online như thế nào. Vừa rồi thì tôi cũng đã trình bày tới mọi người về cái nội dung mà ngày hôm nay tôi muốn nói, đó chính là cái cách điểm danh học sinh để đỡ tốn thời gian mà chúng ta lại có thể hướng dẫn, giúp học sinh là có ý thức hơn trong việc học. Nếu ai mà quan tâm hơn thì vấn đề này thì chúng ta có thể IB cho tôi theo cái địa chỉ Facebook như thế này nhé. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.